Hiện nay, phần lớn số ca tái nhiễm COVID-19 đều có triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, khi tái nhiễm COVID-19 nhiều lần, hệ miễn dịch người bệnh có bị suy giảm không? Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ở lần nhiễm COVID-19 sau, nếu bệnh nhân tiếp xúc gần với F0, không đeo khẩu trang, tải lượng virus nhiều thì nguy cơ bị bệnh nặng vẫn cao. Theo ông Đỗ Văn Dũng, việc tái nhiễm nhiều lần không làm suy yếu hệ miễn dịch nhưng gây nặng nề hơn các di chứng hậu COVID-19. Bởi trong quá trình nhiễm COVID-19, virus gây tổn thương tế bào, hệ miễn dịch sẽ tấn công cơ quan bị nhiễm, nhưng đôi khi nhận diện nhầm, gây viêm toàn thân, tăng đông, kích hoạt kháng thể, dẫn đến các di chứng hậu COVID-19. Ngoài ra, việc cơ thể liên tục kích hoạt các phản ứng miễn dịch cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, dù tái nhiễm sẽ nhẹ, nhưng nguy cơ hậu COVID-19 sẽ không khác gì lần đầu, tức càng nhiễm nhiều lần, nguy cơ hậu COVID-19 càng cao. Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố cũng cho biết, dù tái nhiễm thường không gây nên các triệu chứng nặng, nhưng người bệnh vẫn có nguy cơ mắc hội chứng hậu COVID-19. Tỷ lệ này sẽ dao động từ 6 đến 15%. Các triệu chứng hậu COVID-19 thường rất đa dạng như mất ngủ, khó thở, hụt hơi, ho khan, mệt mỏi. Tâm lý của người bị tái nhiễm COVID-19 cũng là yếu tố quan trọng được các chuyên gia đưa ra khuyến cáo. Theo các chuyên gia, người dân nên tuân thủ tốt 5K, nhất là đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng, ngay cả khi đã khỏi bệnh. Mọi người cố gắng giữ không bị bệnh COVID-19 là tốt nhất. Nếu đã bị thì cố gắng giữ để bản thân không tái nhiễm. Ngoài ra, mọi người cần duy trì chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt lành mạnh, ngủ đủ giấc, uống nhiều nước, tập luyện thể thao là biện pháp hiệu quả để nâng cao sức đề kháng, phòng tránh nguy cơ tái nhiễm COVID-19.